Bấy giờ các Bồ Tát đắc được chánh pháp quang minh không nghĩ bàn, tâm đại hoan hỷ, mỗi người nơi thân mình và dùng lầu các đủ thứ đồ trang nghiêm, thăng lên ngồi trên tòa sư tử của mình, tất cả vật khắp trong rừng thệ đa đều hóa hiện đủ thứ mây đại trang nghiêm, đầy khắp tất cả mười phương pháp giới. Đó là trong niệm niệm phóng ra mây đại quang minh, đầy khắp mười phương đều có thể khai ngộ tất cả chúng sinh, hiện ra ra mây tất cả linh báu ma ni đầy khắp mười phương vang ra âm thanh vi diệu tán thán khen ngợi tất cả công đức của chư phật ba đời hiện ra mây vang ra tất cả âm thanh đầy khắp mười phương trong âm thanh diễn nói các nghiệp quả báo của tất cả chúng sinh hiện ra mây đủ thứ hạnh nguyện sắc tướng của tất cả bồ tát đầy khắp mười phương diễn nói hết thảy đại nguyện của các bồ tát hiện ra mây tất cả tự tại biến hóa của như lai đầy khắp mười phương nói ra âm thanh lời nói của tất cả chư phật như lai hiện ra mây thân tướng tốt trang nghiêm của tất cả bồ tát đầy khắp mười phương nói chư phật như lai xuất hiện ra đời thứ lớp trong các cõi nước hiện ra mây đạo tràng của như lai ba đời đầy khắp mười phương hiện ra công đức trang nghiêm của tất cả như lai thành đẳng chánh giác hiện ra mây tất cả long vương đầy khắp mười phương mưa xuống tất cả các hương thơm hiện ra mây thân tất cả chủ thế gian đầy khắp mười phương diễn nói hạnh của bồ tát phổ hiền hiện ra mây tất cả báu trang nghiêm thanh tịnh cõi phật đầy khắp mười phương hiện ra tất cả như lai chuyển bánh xe pháp các bồ tát đó nhờ đắc được pháp quang minh không nghĩ bàn nên pháp như vậy hiện ra mây trang nghiêm đại thần biến nếu như số hạt bụi bất cả thuyết cõi phật như thế